Hôm cháu uống thử cái trinh nữ hoàng cung á, ôi khó uống lắm. Vai hả? Cháu mà không uống cái trợ lực gì thôi chịu, không ăn được gì. Mười nghìn một viên trợ lực kịch đắt. Để uống 15.000 chứ, 15.000 một viên, 15.000, 100.000 một vị, 150.000 một vị, 135.000. Đúng không? Bà. Bố mẹ cháu ấy mà. Bố mẹ cháu giờ mới hơn 50 tuổi rồi mà. Vâng. Mẹ cháu mới hơn 50 tuổi. Đi về. Chỗ này lại vào đây rồi. Vào đây lại ỉa. Ờ, nó ỉa em bắt chỗ ở đây đi. Để cho đuổi cho. Đi về. Đi về. Đi ra. Quen rồi nó vào. Được nhỉ? Được ba cái con bán hai rồi còn đi ra. Cái này là cái chổi của bác đây. Cái này là cái chổi của bác đây. Nó gãy rồi đây. Tối hôm qua cháu hết cái thuốc viêm phát đau chống viêm nên đau lại phải đi lấy. Thằng cu nhà cháu 5 tuổi rồi, sắp 5 tuổi, tròn 5 tuổi rồi, tháng 2 này 5 tuổi rồi. Dạ làm sao rồi có đi trường mầm non đấy, bà nhà bà cứ phải đưa đi trường. 4 tuổi để học. Cô của cháu suốt ngày ốm. Suốt ngày thuốc. Hôm cái thằng đảo cái nằm đi cháu có đi được không? Cứ nằm đi thôi. Đầu to lắm, người thì chân tay teo tóp, người teo tóp ấy, mà cái đầu to lắm. Xong là người giờ nó dài ra ấy, khua bế lắm. Chẳng không đi, không ngồi, chẳng chỉ có nằm không. Và trước cháu bầu thằng cu cháu còn vẫn còn bế được nó, mà giờ nó dài không bế được. Đấy bà nội nha. Vâng, bà nội. Cha cái gì nào chạy gì hết này. Đợt cho bầu thằng cua cho ở Hà Nội cho vẫn bế được, người nó bình thường, nó còn nó nhỏ nhỏ ấy, nó gọn, giờ nó dài người ra, ô trời nó dài lắm. Cao á, như thấy người lớn nó lớn gần chứ, nó dài người khó bế lắm. Không ngồi lên được không? Đã không ngồi lên được không? Chân cứ ấy nó cứ cong người.